Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi bắt cá cùng em của mình đi vô trong đây một đoạn lại thì tới. À không, đi vô hay cậu đi. Đây nè. Tới rồi các bạn ơi. Hết để rồi bố. Còn cái đó. Rồi, tới rồi các bạn ơi. Chặt cho, đưa chặt cho. Đưa chặt cho tiếp, đưa chặt cho. Chẳng ạ. À. Rốt cuộc thì cũng ra tới nơi các bạn ơi, cái lỗ nước đây. Bây giờ Tết bây giờ không có câu nào không? Có ông nội chăm chăm hết không? Leo ngoài sao mấy không chăm được. Chăm hết rồi chứ. Còn khóc không? Chết rồi chết luôn không? Cái chơi có nó chạy nè, có nó chạy nè, cầu dữ đúng không? Đây cũng cái chơi siêu to khổng lồ, khổng to khổng lồ luôn, làm được một nồi lẩu đây thành quả buổi chiều đây được ba con cá ba loại, một con, hai con cua, bốn loại cá bốn con, có một con cá để đoàn tụ con bà rồi. Video được bao nhiêu con cá thì bao nhiêu like. Cái chỗ bắt dạng chú bảy trời chết rồi, một cái chỗ mà cầm luôn người vậy hả, nhanh nhất quét đã cái nóc mà mỗi lần câu lên là kêu luôn. Cái nhỏ quá. Cái lỗ.
lỗ nước này nhỏ nhỏ không rồi. Cái lỗ à, đây là một con cá gô của miền Tây. Hôm nay nó vừa bắt với khi nó chạy về Khánh Hòa. Đây là cá gô. Cá gô. Lưu trữ điện thoại đã đầy. Không thể tiếp tục sử dụng máy ảnh để có một tập tin để giải phóng bộ nhớ. Tôi biết. Thì điện thoại cho ngay nó đang cập nhật không mềm biết. Cái điện thoại tôi giờ đâu có tải được gì nữa đâu. Anh này đã dùng tí quyền bắt rất là chuyên nghiệp. Cá này kho tiêu là hết thảy luôn. Cá phi. Cái này là cá phi, cá rô phi. Cá phi là cái rô khác nha các bạn. À, cái rô này. Đây là cái rô, cái này cá phi. Anh kia đang mò mẫm rất là chuyên nghiệp, không biết được con gì đây. Hai con kia đây. Đây là hai, đây là con cá rô, cá rô. Cá rô phi, rồi, cá rô phi. Không biết có hay không mà anh ta mò rất là chuyên nghiệp. Không biết là mò có khi anh mò anh ta mò ra cửa tiền vàng thì không có một cái mẹ mua ghe vô mua thì nhớ vô 30 quy 40 quy gì bỏ vô. Cá phi, cá phi, cá rô phi. Ở bầu nó hay nhăn lắm nha. Bầu nó khó tính hơn bình thường nữa. Ui rồi biết đâu, ông gọi biết đâu, thấy bên đây. Rồi bắt đầu. Rồi. Trong đùng đi không sợ đùng để ta. Mẹ té mà cá bóng tụi nó. Mẹ té mà đùng đây các bạn. Không? Mới vừa đồ thai tối hôm qua mà chưa kịp trải nghiệm đổ nước mà đã bị bắt lên rồi. Cái rô, cái phi, cua, ốc, quá hết kìa các bạn. Đây gọi là nghèo sọc hết. Một cái ba lần cá, con và đĩ con cá, con cá này mới đồ thai tối hôm qua. Nó mới vừa chui ra luôn. Ăn được không? Để chưa bắt kế để. Ăn cái to đi, ăn cái to đi.
cái to nhất từ nãy giờ trong clip của mình các bạn. Cái to này. Siêu to khổng lồ. Các bạn thấy không? Đấy, vô lành thành. Mua đâu, mua giờ nấu lẩu. Vô thành chúa các bạn. Xem clip chưa? Ghê chưa các bạn? Cái siêu to khổng lồ. Cái siêu to khổng lồ nữa các bạn. Đây, đây, đây. Thanh niên này cũng cực siêu to khổng lồ á. Siêu to khổng lồ. Một hoàng đế siêu to khổng lồ các bạn. Ui lỗ nhiều ý. Lỗ tới lẽ à. Ui cái lớn mà ông chăm hết cũng còn trong số có mấy con à hả? Ốc đuôi này giờ lục ăn ốc đây ngon lắm nè. Thôi hút tao tiếp tao đi qua clip cái mày. Quẩy nó xôi mình đi qua clip nữa. Chưa ra lỗ hả? Đó chưa ra lỗ hả? Cái đó không? Được mò bắt được đó. Không. Đây
là Thành Huệ sau mấy tiếng đồng hồ, phút cuối cùng là cũng đã gần cạn. Bây giờ là anh em tranh thủ tiếng tăng tốc để kiếm ít con cá và pha tiêu. Cơm nước ở nhà sẵn rồi, chỉ còn cá thôi. Thấy không, cá tự động nó nhảy vô đây, con cá trắng. Gọi là cá trắng gì quên rồi. Trắng bầu. Rác mẹ, cái nhân đó thôi, cái to lắm. Vừa cái lỗ ra sao tác. Hết nước hết súp. Một con cá, cái gì đó, cua, cái cua. Đây cái cua. Đây là nãy giờ chắc gom không được nửa ký rồi. Giờ mua thêm 2 ký rau nữa. Nữa là y. Được một nồi lẩu thập cẩm. Tắt cái mạch xuống không? Mạch xuống rồi, tắt rồi cho mạch xuống rồi mà không rồi. Cà phê. Đây là em cua đang chạy xuống nước tìm sự sống. Mà không biết em có sống được không. Ông ta xuống lại rồi, nước xuống lại rồi, thấy không, nãy gần hết rồi, bây giờ lên lại rồi, test luôn anh đi. Lạnh chứ không? Được không? Chẳng khu hút, chậm lôi cái đâu, được. Đâu có buồn dưới đâu mà. Giờ test ở dưới hết rồi chứ giờ duỗi test hết thì cũng vậy thôi, nằm ở bờ mà. Thôi chờ lấy cái rổ giúp. Đây là một cái gì? Trời bắt đầu thấm lạnh rồi các bạn ơi. Là anh theo vlog ảnh để về về đắp mền rồi. Lạnh với lạnh các bạn. Bữa nào anh em là clip tôi chim cho tôi chim cũng được rồi, cho búng. Vợ anh sinh năm vui rồi. Đây là một con cá đã vô má, đã tìm được sống nhưng mà cũng không sống được, rốt cuộc cũng vô nồi pha tiêu thôi. Đây là anh Kheo Vlog đây, anh để tìm hai cái rổ, hai cái rổ siêu to khổng lồ luôn này, chắc rổ đầu cái rổ cái rổ
hai con cá này nằm hóc đá mà cũng không sống được các bạn ạ. Mình là hai anh này không sống được. Đây là anh đây đang cố gắng để tìm kiếm con chu ta khổng lồ mà không còn nữa. Đây là cá bung các bạn ạ. Đây đây một con cá siêu to khổng lồ, to quá to luôn, quay phim không thấy luôn này, to quá to luôn. Rồi vô. Tao. Chú nữa không? Này ta. Ở đây, đây đây. Trước tàu kìa. Đó đó có con bùn nó chạy kìa. Đó đó. Đó ở trước đó, trước đó. Đó. Đó đây, ở chỗ cục đấy. Có mấy con mấy con vô. Ủa trời ơi, chết tôi luôn. Đây là một con cái trơ, cái tàu, cái lóc. Cuối cùng không tìm được. Là cái trơ không phải cái lóc. Ôi, một con cá trê siêu to khổng lồ, được một quạng không? Rồi con này không được quạng hết chứ. Ờ, mày giờ... Ủa, ép, ít lạnh lắm. Ở đây ăn chơi luôn, đồng đội luôn. Mồ đội rất là sung nhất luôn, đồng đội luôn. À, anh còn cái kèo thơm ở chờ trước là anh cố gắng làm cho hết nhiệm vụ rồi, anh còn đi tán gái chứ nữa là... anh còn đi chơi Tết nữa. Đây là anh chuẩn bị kênh bâu trần khởi lóc qua lóc nha các bạn. Nhớ từng là anh tạo kênh là các bạn nhớ subscribe đăng ký kênh hết rồi. Màu khu giùm ta hết rồi. Màu khu mày cái tôi nhiều lắm. Nè con nghe bờ này, cái trắng là cái gì nè? Trắng gì đó. Điều. Nó ngáp ngáp nó còn chết. Mới thử trong nước và bùng hết. Đây một con cá to các bạn ơi. Nó chạy nó chạy. Quá chết ba, ba người một cái lỗ nước một quá chung mà. Ba người đây đang sáu bàn tay, sáu cặp chân. Sáu con mắt, tám con mắt mà sớm chạy rồi hả? Ừ, nó nét tiếp bờ á. Dập bờ. Bùng sâu hả? Tỏ. Đổ. Đây là ba người trong một mét vuông nước bắt được một con đây rất là to, bỏ vô bắt con đó thì về làm nhiệm vụ quay. Rồi con đây nè, bóng tượng, bóng tầng đây là gọi là bóng tượng. Quăng lên. Ném đất là chuẩn, không biết đi chơi chuẩn lắm. Anh ta đã bắt được bằng chân mà kêu cá rất to anh. Anh ta bắt cá rất giỏi, một tay bắt được hai con rút cuộc hai con không dính con nào. Trời mấy giờ rồi,
Thôi rồi, nãy là rồi mình sẽ cho hồi hộp qua con cá này nó bự cỡ nào mà hai ba anh em kiếm nhau hô hè dữ vậy. Rất là to cá phi. Lỗ nước một cái vuông bắt vẫn chưa được rồi. Lỗ nước chỉ một cái vuông thôi nhưng mà rất là khó tìm. Này này này, lực nó hút hút. Quên cũng quá treo nội tôi. Trời ơi. Hút quay gà bờ múc hút quay lỗ nước cũng quá treo luôn. Mời tiếp. Anh mày nó còn không to. Nó còn không to. Chụp bắt luôn nha giữa luôn á. Đâu đâu con cá to đây. Cuối cùng. Trời ơi làm phục. Ở đó bắt được 100 cái nhỏ vừa từ từ bắt được cái to. Hay dữ té. Nhưng mà tốn con rê hay hả? To không hả? Đây các bạn đang kia tìm con cá đâu ra. Bắt hết luôn đi. Cụ tìm hai lần đi bên 60 mấy người giúp cũng được hết ở. Cái mà chết nó nằm trong bờ luôn kìa. Lạnh cái nào trời. Sạch luôn ý, một tét luôn đất luôn đi không lên. Anh ta đang dứt cái. Ở lóc không? Đây là con cá lóc. Cá lóc, hồi nãy giờ mới có một con. Ở cá lóc thì cá trầu và cá chuối. Đó quả. Đây là anh ta cho chứng thực múc nước đổ lên bờ bắt cá. Lý, đi cho nó tẹt chưa? Đúng rồi, tẹt nó đi xe chứ không? Anh xe qua lóc, ngồi không? Đó là... Vậy ông nghĩ gì Tám? Vậy đỡ lát con dừng hỏi tại giờ con không có nhè. Một con hay Tám, một con hai con. Vậy nó còn nghĩ gì Tám hay sao? Dạ tôi hả? Dạ. Để con lát con cái gì mới gọi lại. Con này chú anh nói nãy giờ trùng chút là xong rồi.
một người chừng 5 thau gì nữa thôi là xong rồi các bạn. Đây này, đây là trứng chua. Dưới lực lượng nồng hậu này mà không bắt được con cá đó thì con cá nó cười thú ruột. Bắt không được nó là nó sẽ nói cửa cho con cháu nó nói ba tu luyện một lô nước một cái vuông mà bốn thằng bắt không được nó. Con cục làm cái chiêu chiêu rồi à con đó không? Hay lắm các bạn, lũi ghê dứt luôn đi hút luôn ơi, lết hết ở cho mò chứ nữa. Đây này, đây là kim cương. Đây là giờ các em ké đang nằm cóc và rung các bạn. Đó đó, đây là một em cá cái quả, cái trầu. Thôi cái quả cuối cùng cũng bắt được, em rất là lanh. Đỡ hết luôn rồi, cuối cùng con này không? Cuối cùng là có một con em ké đầu nè, ké đầu nè đã bắt được. Đây là em đây là con cá đây từ nãy giờ nó làm anh em mình là mình mẩy là vuông trâu được các bạn. Đây đây là một con cá cho chú nữa các bạn. Đây thôi các bạn, mình vừa cho hiệu ăn không dở nhanh các bạn ơi. Nè trẻ này ai tay mà thật cầm đi dẫn cái gì thì ăn tối rồi. Các bạn thấy kênh hay là nhớ like và chia sẻ nha các bạn. Bye bye. Vậy được rồi, chắc lên đi con nào rút xuống bắt. Cứ kéo cái thẳng lên đây mẹ có rồi bắt cho mày. Cái khổng lồ đó to nhất luôn, cái trầu to nhất luôn rồi, giờ nước rôm lại luôn. Cầm luôn đi. Bỏ vô đây. Ở mình sẽ tạm dừng video tại đây các bạn. Các bạn xem thấy hay thì nhớ ấn like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Gặp lại các bạn trong các clip lần sau.